Là huyện còn nhiều khó khăn nhưng nhờ sự quan tâm đầu tư của nhà nước, của tỉnh, kinh tế xã hội của Đam Rông đã có nhiều khởi sắc về mọi mặt. Tuy nhiên vấn đề cơ sở vật chất, nhất là nhà công vụ, khu hiệu bộ của cán bộ, giáo viên và công nhân viên vẫn hết sức khó khăn, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của địa phương. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Đã hơn 10 năm kể từ ngày thành lập và xây dựng, khu hiệu bộ này là nơi tận dụng lớp học và là địa điểm làm việc của tập thể ban giám hiệu, cán bộ của trường tiểu học xã Liên Sơn, huyện Đam Rông. Không chỉ bó hẹp về không gian, thiếu thốn về cơ sở vật chất, bất cập trong việc lưu trữ hồ sơ, mà còn ảnh hưởng đến quá trình làm việc của đội ngũ cán bộ và giáo viên nơi đây. Anh em làm việc thì nó vẫn bị chật chội về các cái thiết bị mà cung cấp về thì muốn trưng bày hoặc là muốn làm để mà tiện dụng cho anh em thì nó vẫn khó khăn. Nhà trường cũng khắc phục và các cán bộ và nhân viên ở đây thì cũng đã hết sức khắc phục cái khó khăn đấy. Tuy nhiên thì cái việc lưu trữ hồ sơ thì cũng như là các cái bảo quản các loại hồ sơ sổ sách ấy, thì cũng còn rất là khó khăn, còn vẫn còn thiếu thốn và cái việc cất giữ cũng còn vẫn còn đang lộn xộn, chưa được khoa học lắm. Toàn huyện Đam Rông hiện có 39 trường học với trên 13.000 học sinh, trong đó có 1.300 cán bộ giáo viên, công nhân viên làm việc giảng dạy ở các cấp học. Theo thống kê của ngành chức năng, hiện nay chỉ có 10 trên 39 trường được đầu tư xây dựng khu nhà hiệu bộ, nhà công vụ cho giáo viên. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến việc xây dựng các trường chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập cho các em học sinh. Trong tổng số trường học nêu trên, hiện huyện Nam Trong mới chỉ có 5 trường đạt chuẩn quốc gia. Đây là con số hết sức hạn chế so với mặt bằng chung của toàn tỉnh. Hiện tại thì các cái phòng làm việc ấy, của nhà trường ấy thì được tận dụng lại cái cơ sở vật chất được ủy ban nhân huyện là bàn giao lại với lại cùng với lại cơ sở vật chất của trường mầm non, cho nên nhà trường là tận dụng các cái cơ sở vật chất đấy để bố trí là phòng làm việc, là phòng thực hành thí nghiệm, thư viện và các cái phòng ban bộ phận của nhà trường, và từ cơ bản thì nhà trường thì cũng vẫn làm việc được. Ngoài nỗ lực của các cơ sở trường học, trong những năm qua, bằng nguồn vốn hỗ trợ về giảm nghèo nhanh và bền vững theo nghị quyết 30A của chính phủ, vốn kiên cố hóa và hỗ trợ của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, ngành giáo dục huyện Nam Trong đã được đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp. Nhưng nguồn vốn xây dựng nhà hiệu bộ và công vụ thì còn hết sức hạn chế. Nam Trong hiện nay mới có 5 trường chuẩn quốc gia, đang đề nghị 3 trường nữa là lên 8. Trên 34 trường tỷ lệ rất là thấp. Mới có 10 trường có cái nhà hiệu bộ, còn lại là 24 trường chưa có. Thì đây là cái khó khăn của Nam Rông. Thì tới đây thì huyện ủy ban cũng có chỉ đạo tăng cường cái đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học để nâng cao cái trường chuẩn, cũng như tăng cường trường chuẩn. Chúng tôi hiện nay chỉ còn 3 phòng học cả. Cơ bản phòng học chúng tôi giải quyết xong. Bây giờ tôi tiếp tục từ những năm nay là đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ, phòng chức năng để cho các đơn vị đạt trường đạt chuẩn quốc gia. Mục tiêu của huyện Nam Rông là phấn đấu đến hết năm 2015 sẽ thoát khỏi danh sách 62 huyện nghèo của cả nước. Để thực hiện được điều này, bên cạnh nỗ lực của chính quyền địa phương, thì sự quan tâm đầu tư của nhà nước, của tỉnh là điều hết sức cần thiết, nhất là trên lĩnh vực giáo dục đào tạo. Qua đó, góp phần đáp ứng được nhu cầu đổi mới và phát triển giáo dục của huyện Nam Rông nói riêng và của tỉnh Lâm Đồng nói chung.